gần mọi người tham quan luôn. Giờ này đã mấy giờ? Hành trình đi vào tìm ngôi nhà ướp ngược khá là vất vả. Bây giờ đó là 17:52. Ủa đây, ủa còn vô được không anh? Hết giờ. Vô. Ủa sao thấy để 17:30 là ngưng. Hết giờ. Dạ. Ủa anh giữ xe ở đây hả? Giờ đó là 17:50, gần 6 giờ tối chứ chưa 6 giờ, lúc nãy mình nói 6 giờ. Mình mở đèn led rồi mà cũng còn tối, không thấy rõ. Ban ngày ghé thì nó mới đẹp như mọi người.